Hello, chào anh chị em các bạn nha. Cho anh chị em các bạn xem thiên đường của bao que xỏ lá này. Đây là thiên đường của bao que xỏ lá. Cái đám bao que xỏ lá đừng có ngộ nhận tao là quốc gia, quốc chó gì của tụi bay nha. Cộng sản ba đời đấy. Sang Mỹ là đi vé máy bay đàng hoàng à. Tụi mày đừng có bày đặt dở cái trò gọi là ăn cơm quốc gia thờ ma chó gì đó tụi mày đó nha. Cái lũ chống cộng, cái lũ bao que. Đây là thiên đường của bao que xỏ lá nè anh chị em các bạn. Tôi vào không được, phải có giấy ID mới vào được. Các bạn biết người ta ở như vậy nè. Đấy. Tới giờ ăn cái nó phát thực phẩm cho ăn. Hi. Can I come in? Can I come inside? You have to go there. Oh, go there. Oh. Muốn đi vô là phải có. Các bạn thấy. How you been, man? Ship hàng. Good. Came to visit Cindy inside. Got to sign some papers with her. Ship hàng mới vô được. Bên dưới là phải có giấy. Giấy tờ mới vô được. Đấy. Cái chỗ mà để cho những người mà vô gia cư á, các bạn thấy họ sống, còn không thì rải rác ở ngoài đường. Rải rác ngoài đường như vậy. Già trẻ bé lớn các bạn thấy. Đâu phải là những người mà gọi là không lao động được đâu. Đấy. Thấy không? Xếp hàng chờ vô để đặng lấy đồ ăn. Ngồi ở mấy góc, ngồi ở những cái góc phố như vậy nè. Đó, thiên đường của bao que xỏ lá đó. Xuống dưới này nó hôi mà nó dơ, nó ỉa, nó đái tại chỗ ở ngoài luôn. Các bạn thấy đó. Ở những cái khu vực như vậy các bạn thấy người đa số những người nghèo, nhà cửa lụp xụp đấy. Khiếp chưa, nghèo khổ ở đâu cũng có, đâu phải ở Việt Nam không đâu. Nước Mỹ đâu phải ai cũng giàu có đâu, đâu phải ai đến Mỹ là giống như là lên được thiên đàng, giống như bao que xỏ lá tiên truyền đâu. Nhiều người cũng khổ thấy bà cố luôn. Các bạn thấy đó. Đời sống mà bên kia là những cái tòa nhà chọc trời cao, các bạn thấy không? Nó trung tâm thành phố mà, thường ở những cái khu mà downtown nó vậy đó. Đó, thấy chưa? Những tòa nhà cao biệt chọc trời mà bên sau bên đó là đấy, người ta sống vậy nè. Bằng cùng thì phải chịu thôi chứ sao. Đâu phải những người này là họ nghiện ngập xì ke ma tí đâu. Coi nè, các bạn thấy trời lạnh, trời nóng, nó sống như vậy đó. Hi. Không khí à? Đây là trung tâm. Bên kia là những tòa nhà, tòa án, trung tâm hành chánh của thủ đô. Các bạn thấy đời sống ở Mỹ đâu phải là thiên đường đâu. Nào biết khôn, biết làm ăn, chịu khó thì gặp thời còn mới khá thôi.
còn không thì cũng te tua tơi tả. Cái bà mỹ đen, cái con nhỏ mỹ đen hồi nãy mình đi ra nó tụt quần ở đáy tại chỗ. Em giả ăn nhỏ nó ngồi nó tụt quần ở đáy luôn, khai xuống dưới đây nó khai mà nó hôi khủng khiếp luôn đó. Đi lãnh đồ ăn đó, được táo được này kia ra mà đây ăn đấy, các bạn thấy không? Đời sống ở Mỹ đó nó đâu phải giống như là một cái bức tranh đẹp hết đâu. Việt kiều Mỹ qua Mỹ cũng cài chết mẹ luôn, cũng làm phải làm tất tần tật. Cái xã hội Mỹ là như vậy đó. Mấy thằng này nè còn trẻ không, đủ thứ thành phần hết rồi. Bạn thấy ngủ trời lạnh thấy mẹ, nó ăn xong rồi nó ỉa tại chỗ luôn, nó ỉa nó chết khủng khiếp. Giả mang khai mà thúi giả mang. Ê nghĩa địa bên Mỹ cho các bạn coi nghĩa địa. Các bạn biết ở bên Mỹ chết chết mà chôn như vậy, chôn như vậy tốn ít nhất rẻ nhất thì cũng khoảng 25.000 đô cho các bạn biết. Đấy, chết mà được chôn như vậy đó. Chôn có mồ có mã như vậy nè đó. Là giá gì cũng khoảng 25.000 đô. Ở Mỹ là người ta sợ nhất chết mà chôn, mà mấy cái người còn sống là họ phải lo hậu sự rồi, họ phải mua cái nền rồi. Nói không cái mua một cái nền không là 5-10.000 trở lên, 5.000 đô trở lên cái nền đó. Cái nền chỉ đủ để mình chôn, để chôn một người thôi. Các bạn thấy đâu phải nước Mỹ chỗ nào là cũng thiên đường đó đâu. Những cái khu của mấy anh giàu á vô rất là hoành tráng, còn khu dân nghèo đấy thường đa số nó tập trung ở những cái trung tâm thành phố, nó ngộ gì đó. Dân nghèo nó hay tập trung ở những cái gần ở trung tâm thành phố nhiều hơn, còn mà dân giàu thì nó tản lạc ra ngoài, nó không sống như vậy. Có phải đơn giản không? Mấy thành phần chống cộng cực đoan tụi nó bị não, nó bị gì á. Bây giờ mình chạy cho các bạn xem những cái nơi mà nhà cửa những cái người nghèo họ sống bất bả lắm. Người nào tôi nói người nào mà biết khôn, biết làm ăn mà gặp thời thì còn khá. Nhiều người việc làm tới tháng nhiều khi chưa có tiền trả tiền nhà nữa, tháng là anh Lợi Minh cho em thiếu rồi. Nhiều khi thấy tội lắm kìa. Nó thuê chung cư tôi cho tụi nó ở, tôi có chung cư cho nó thuê, tội lắm. Cũng đi làm neo con thì nheo nhúc, nhưng mà đời sống nhưng nói chung là Mỹ người nào khá, biết làm ăn mà gặp thời thì khá thôi, còn chớp công việc làm mà bắt cọc thì nói chung đâu cũng vào đó. Đời sống nước Mỹ nó cao. Nếu mà nói mà tôi qua Mỹ là tôi giàu cũng giá, nhiều Việt kiều qua Mỹ, nhiều Việt kiều qua Mỹ đi làm, có người làm ở hết năm này tháng nọ mà còn không có tiền để mua cái vé máy bay đi về nữa. Chứ không dễ đâu. Có nhiều người ở qua 5 năm, 10 năm rồi không có tiền để mua vé đi về. Bạn thấy đời sống khi mà mình bước vào những cái sự thật nước Mỹ rồi mình mới thấy có nhiều chuyện nó phũ phàng lắm. Chứ không phải ai thì cũng được may mắn. Hello, chào chị em các bạn nha. Các bạn thấy người ta
khổ, cũng phải làm, cũng phải khổ lắm chứ không phải giỡn đâu. Chứ không phải mấy ông Việt Kiều mà bao que thì thôi, nào can cũng như là thiên đàng vậy. Các bạn thấy không? Cái trung tâm mà để sống những người mà gọi là homeless, những người vô gia cư đó. Các bạn thấy họ sống, họ lãnh đồ ăn, thức ăn, uống rồi cái họ đi ra ngoài đó, các bạn thấy không? Ngay giữa hè như vậy tội lắm chứ phải giỡn đó. Rất là tội. Lãnh thức ăn xong rồi nằm cù lăn cù lóc vậy đó. Hỏi chứ giờ đời sống nó khó quá, đâu phải giỡn đâu. Mà thấy đủ thứ thành phần xã hội đó. Bên kia là những tòa nhà tráng lệ nguyên nga. Hello anh Vinh Đỗ, các bạn thấy cuộc sống mà ở đâu cũng có người này người nọ thôi. Việt Nam bây giờ cũng có những người, người ta làm ăn, người ta chịu khó, người ta khá. Người lao động thì nghèo khổ thôi. Thời buổi giờ chính sách toàn cầu quá mà. Nếu các bạn coi thê thảm, trời nó lạnh dã man luôn đó. Các bạn thấy không? Coi nè, chia liều che để ăn, cái vô kia lãnh đồ ăn ăn. Coi đó, khủng khiếp không? Mỹ cũng lo cho dân đó. Các bạn thấy đời sống của Mỹ nó dựng liều, bữa nay mà hồi xưa đâu có mấy chỗ mà dựng liều như vậy đâu, bữa nay nó dựng liều như vậy nó ở. Đời sống càng lúc càng khó chứ không phải giỡn đâu. Kinh tế bây giờ làm ăn ở Mỹ đâu phải là dễ đâu. Đây là những khu trung tâm đau thao, những khu trung tâm dự án đa số dân người trong mấy khu vực rất kỳ, những ngõ giống sắc ngõ nữa, cái khu ở những khu vùng trung tâm thành phố trồng rất là nhiều. Vô mặt đa rồi hay làm những cái chỗ nhà hàng đồ này kia không vậy, là nó phải có những cái tay nghề kinh nghiệm rồi phải đủ thứ hết. Bao que xỏ lá lúc nào cũng ca ngợi các bạn thấy nước Mỹ như là cái thiên đường. Khỏi khu thành phố, trung tâm thành phố đó, chừng mà 2 cây số này, các bạn thấy đời sống là nó đủ thứ chứ. Trong đây rồi nó đã bắt đầu khác rồi đó, tòa nhà trung tâm hành chính. Bên kia là những cái con người sống rất là nghèo khổ.